Quay trở lại với câu chuyện là nhiều bạn thấy dịch ra ở âm đạo, các bạn sợ rằng có cái gì ối, sợ rằng là gì ối, thì chúng ta sẽ cần phải đánh giá xem là liệu cái dịch nó chảy ra đấy nó có phải là ối hay không, hay nó lại là những cái chất khác, đúng không? Bởi vì nếu như mà thông thường nhé, nếu mà thông thường một cái thai bình thường thì sẽ không bao giờ góc ối sâu nhất 62 thì không phải nhiều quá đâu em ạ. Bình thường thì sẽ không bao giờ, trong một cái thai kỳ bình thường sẽ không có chảy dịch các thứ gì bất thường ra cả, và khi chảy dịch thì chắc chắn nó sẽ là những cái báo động để chúng ta phải đi kiểm tra. Cho nên nếu như mà thấy những cái dịch nó chảy ra như vậy thì các bạn làm ơn hãy vào viện để đi khám, đi kiểm tra cho mình. Chứ hỏi mình thì tất nhiên mình sẽ chỉ đưa ra được những cái suy luận thôi, bởi vì mình không thể nào mà mình kiểm tra được các bạn qua mạng, đúng không nào? Và thực sự ra thì cũng không quá khó để nhận biết dấu hiệu là mình có gì ối hay không đâu. Bởi vì khi mà thấy đũng quần lót xuất hiện, chất lỏng trong suốt, không có mùi, chất dịch lỏng này đôi có một chút nhầy hoặc có một chút lẫn máu và kèm theo là đau bụng dưới, thì nên cẩn thận, nó có thể là dịch ối đấy. Tuy nhiên khi mà chúng ta đang mang thai thì cơ thể của người mẹ sẽ có rất nhiều cái sự thay đổi, nhất là về lượng hormone. Thế nên cái mẹ khi mà mẹ bầu bị tiết dịch nhầy ở âm đạo là chuyện cũng rất là bình thường. Cho nên cái câu chuyện ở đây là chúng ta sẽ phải phân biệt đâu là cái dịch nhầy và đâu là ối. Vậy thì nước ối rỉ ra thì sẽ có màu trong suốt, nhưng nước tiểu, nếu bạn uống ít nước thì nước tiểu sẽ vàng. Nước ối thì có mùi, nó có thể hơi tanh tanh, hơi ngai ngái và ngọt, nhưng nước tiểu thì lại có mùi khai. Và đặc biệt đó là cái nước ối thì sẽ làm thay đổi giấy quỳ tím. Cho nên các bạn mình vẫn khuyên bệnh nhân của mình là tốt nhất nên thủ sẵn những cái giấy quỳ, những cái giấy quỳ ở trong nhà ấy, để mà làm sao để mà nếu như thấy dịch chảy ra nhét cái giấy quỳ vào đấy. Nếu như giấy quỳ đổi màu vậy thì đấy nhiều khả năng là nước ối, và đi vào viện luôn đi. Bởi vì dỉ ối nó giống như mình nói từ đầu ấy, là cái dỉ ối nó gây ra cái tình trạng cái dỉ ối nó có thể là sẽ dẫn đến là nhiễm trùng ối, và nhiễm trùng ối thì khả năng ảnh hưởng đến cái thai cực kỳ nhiều. Và cái nguyên nhân dỉ ối thì ở đâu ra? Thực sự ra thì cái nguyên nhân dỉ ối hay gặp nhất ở đây đó chính là cái tình trạng viêm phần phụ của người mẹ. Ừ, chào Nguyễn Hằng, may gặp anh rồi mà lo mất ăn mất ngủ. Lo gì em ơi, không đau bụng chảy, không đau bụng ra máu thì không phải lo nhá. Mai thì chúng ta gặp nhau thì sẽ đỡ lo, hy vọng là sẽ đỡ lo. Thực sự ra thì cũng cái việc chào Thanh Thảo, công việc chính của anh là khám vô sinh hiếm muộn mà, trên tư vấn hiếm muộn là chắc chắn rồi. Đó, thì cái việc quay trở lại với câu chuyện về nước ối. Câu chuyện về nước ối thì cái nguyên nhân hay gặp nhất đó là viêm phần phụ của người mẹ, đây là viêm âm đạo ấy. Một nguyên nhân nữa có thể dẫn đến việc mà dì ối ở đây là đa ối này, rồi túi gọi là song thai cũng rất dễ đến cái tình trạng dì ối, bởi vì cái sức chèn ép của các cái túi ối lẫn nhau thì nó sẽ làm cho cái màng ối sẽ bị yếu đi rất là nhiều, và nó có thể dẫn đến cái tình trạng đấy. Và cũng có thể là do cái ngôi thai của em bé không thuận lợi, hay khung chậu của mẹ thì không bình thường, khiến cho cái túi ối nó không có được cái sự gọi là nó không có được cái ối nó không cái mình rất khó để diễn tả. Đợt này mình đang bị kiểu bí từ ấy. Đợt này mình đang bị kiểu bí từ làm sao ấy. Hôm nay chiều cả chiều nay ngồi nói chuyện với bệnh nhân người Ấn Độ, đâm ra là dùng tiếng Anh nhiều, đâm ra là đang bị hơi nhịp đi một tí. Thì hiểu đơn giản là bây giờ cái khung chậu của mẹ giống như là cái bàn tay của chúng ta. Hiểu đơn giản, ví dụ nghe cho vui nhé. Ví dụ cái đầu của mình, cái mặt của mình này, nó là cái ối, và hai cái bàn tay của mình nó là cái khung chậu, đúng không? Thì bình thường một cái khung chậu bình thường thì nó sẽ đỡ được rất là đều như thế này. Nhưng nếu như cái khung chậu mà có bất thường, nó vẹo như thế này chẳng hạn, thì vậy thì chắc chắn là cái túi ối nó cũng sẽ phải méo theo, nó sẽ không được nâng đỡ tốt. Và khi không được nâng đỡ tốt thì cái khả năng mà nó bị dỉ ối sẽ rất là cao. Đó. Và nếu như mà dỉ ối thì nó sẽ gây ra cái tình trạng gì? Hello chào Cherry. Cái dỉ ối thì nó sẽ tạo ra tình trạng gì? Nếu như mà dỉ ối trong 3 tháng đầu và 3 tháng giữa của thai kỳ thì có thể gây ra sảy thai, sinh non, rồi dị tật thai, rồi lưu thai. Và nếu như mà dỉ ối trong 3 tháng cuối thì nó sẽ làm tăng cái nguy cơ mà phải sinh mổ, rồi thai nhi không, hoặc là chậm phát triển, hoặc thậm chí nặng hơn. Đó là cái tình
nó là cái tình trạng nhiễm khuẩn ối và có thể làm mất tim thai. Cho nên là cái việc mà chúng ta theo dõi ối nó là cái việc cực kỳ quan trọng mà chúng ta sẽ cần phải lưu ý.